Xin chào mọi người. Khi xem video thì chắc hẳn là mọi người cũng đoán ra được. Đây chính là tuyến đường D8 với vòng xuyến khổng lồ cùng với làn đường siêu rộng chạy qua huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Video trước thì em quay vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 2023 và hôm nay là ngày 30 tháng 4. Em quay lại cập nhật tiến độ của tuyến đường này thì gửi đến mọi người một số thông tin mới. Và mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật các thông tin về các dự án và bất động sản tại Hà Nam nhé. Nếu mà mọi người đang có nhu cầu mua, bán các bất động sản thì hãy ủng hộ hai vợ chồng em theo số điện thoại em ghi ở bên dưới nhé. Số là 0916184236, có Zalo, Facebook. Ở đây thì sẽ cập nhật các thông tin mua bán bất động sản hàng ngày. Đấy, đầu tiên thì em sẽ xin đọc lại thông tin về con đường này. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2021 thì Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bảng đã làm việc với đoàn công tác của huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội để thống nhất một số nội dung liên quan đến kết nối hạ tầng, giao thông nhằm thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo định hướng kế hoạch của Kim Bảng trong giai đoạn 2021 đến 2025 và những năm tiếp theo thì trên địa bàn huyện sẽ triển khai đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối đối ngoại và sẽ sang huyện Ứng Hòa của thành phố Hà Nội như tuyến đường D3 với chiều dài 13 km, tuyến đường kết nối vành đai 4 và vành đai 5 với chiều dài 6,5 km, tuyến đường D8, tuyến đường 3 sao Ba Đính kết nối khu du lịch nhà quốc gia Tam Trúc với khu du lịch nhà Ba Đính Tràng An của tỉnh Ninh Bình. Để các dự án được triển khai thuận lợi, đảm bảo về đồng bộ và phát huy hiệu quả của đầu tư thì trên dự án cơ sở kiến nghị đề xuất của hai lãnh đạo hai địa phương tại buổi làm việc của hai huyện Ứng Hòa và Kim Bảng đã thống nhất nội dung, trong đó tập trung vào việc triển khai các tuyến đường giao thông nhằm mà liên kết đảm bảo và đồng bộ về quy mô mặt cắt, thời gian đầu tư. Ngoài ra còn thống nhất về việc cải tạo, chỉnh trang, công tác vệ sinh môi trường, nguồn nước, thu hút đầu tư phát triển về các loại hình dịch vụ như là du lịch. Qua đó tạo sự giao thoa, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của hai huyện ngày càng phát triển toàn diện và bền vững. Về vị trí ở Hà Nam thì con đường này đi qua các xã Nguyện Úy, Lê Hồ, Tân Sơn, Khả Phong và cuối cùng là thị trấn Ba Sao, đoạn chùa Tam Trúc. Như trên video thì mọi người cũng có thể thấy là đường rất là lớn với hai bên vỉa hè rộng thênh thang và có đường điện lắp chờ ở đây rồi, chờ đèn lắp đèn cao áp. Tuyến đường có mặt cắt áp dụng cho đoạn thông thường là 42 m, đoạn trùng tim đường điện cao thế là 69 m, đoạn khó khăn giải phóng mặt bằng là 33 m, và dự án này có thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025 với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.496 tỷ đồng. Về cơ bản thì con đường này đa phần là đi qua ruộng đấy và cắt ngang với các đường quốc lộ 38 cũ, 38 mới. Sau đó thì đến tuyến đường N2, đoạn này thì trong tương lai sẽ là khu công nghiệp Kim Bảng 1 và Kim Bảng 2 thuộc địa phận xã Lê Hồ. Sau đó thì sẽ giao cắt với đường quốc lộ 21B và đường vành đai 5 ở xã Tân Sơn. Sau đó sẽ đi qua cầu Tân Lang, và nếu ở đây thì anh chị em mình đi thẳng thì sẽ ra chùa Hương. Còn khi mình rẽ phải thì sẽ ra vào trong khu Khả Phong và khu du lịch chùa Tam Trúc. Sau đó thì sẽ đi theo đường 21 và đi vào Hòa Bình. Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thì sẽ có rất là nhiều thay đổi, không những về đường xá này, khu công nghiệp, các dự án nhà ở, khu đô thị. Đấy, trong các video tiếp theo thì em sẽ làm về kế hoạch sử dụng đất, thì mong mọi người ấn theo dõi kênh. Khi mà có những cái cập nhật mới thì mọi người sẽ nắm được các thông tin mới nhất nhé. Theo quan điểm cá nhân của em thì các con đường đều có chức năng của nó. Có lẽ đường D8 này ngoài việc phát triển về kinh tế còn phát triển về du lịch, về kết nối giữa Hà Nội và Hà Nam. Đấy, khi mà đi vào trong chùa Tam Trúc này, đi vào trong chùa Hương, và trong chùa Hương thì sắp tới cũng sẽ xây thêm một khu du lịch văn hóa tâm linh tên là Hương Sơn với quy mô 150 hecta, và sau đó thì sẽ có tuyến cáp treo nối từ chùa Hương này sang chùa Tiên và sang chùa Tam Trúc. Đấy, sẽ thành một tam giác du lịch tâm linh. Khi con đường này mở ra thì các xã như là Nguyễn Úy này, Lê Hồ, Tân Sơn, Khả Phong, Ba Sao lại hưởng lợi rất nhiều.
từ việc có thêm một con đường mới, hạ tầng với hạ tầng giao thông sẽ được nâng cấp này. Giá đất ở đây thì sẽ tăng chóng mặt này vì các nhà đầu tư đổ về đây sẽ rất là nhiều. Kim Bảng thực sự trong tương lai nó sẽ rất là tiềm năng, vượt xa so với những huyện khác. Đấy, Hà Nam không chỉ là cửa ngõ của thủ đô mà vừa có đường quốc lộ, lại có thêm rất là nhiều các khu công nghiệp. Giá đất ở đây thì cũng rất là cạnh tranh so với các tỉnh, cho nên tiềm năng bất động sản về đây rất là tốt. Hy vọng khi mà xem xong video này thì mọi người có thêm một kiến thức mới về con đường D8 này. Đấy, video sau thì em sẽ cập nhật các tiến độ đường vành đai 5 và các dự án Sun Group, thì mong mọi người ủng hộ, đăng chú ý và chú ý đón xem nhé. Và nếu anh chị em mình đang tìm hiểu các bất động sản tại Hà Nam hoặc muốn mua bán nhà đất thì nhớ ủng hộ hai vợ chồng em theo số điện thoại em ghi ở dưới video. Số cụ thể là 0916184236. Mọi người kết bạn qua Zalo và Facebook nhé. Các thông tin thì sẽ được Thủy đăng cập nhật mỗi ngày. Và cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người có một tuần làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Chào mọi người.